Con ăn gì chưa? Hả? Hả? Sao chưa ăn nữa? Con không vô lấy cháo ăn hả? Nhà con gần đây không? Gần không? Gần đây không? Nhà con gần đây không? Gì hả? Nãy giờ người ta cho con nhiều tiền không? Nãy giờ người ta cho con tiền nhiều không? Út cho nè, Út cho 10.000 ăn bánh nè. Con ăn bánh đi nha. Con mua bánh con ăn đi. Không, chú đâu biết nhà con đâu đâu, trở về. Rồi cha với mẹ con đâu? Rồi cha với mẹ con đâu? Con mua bánh ăn đi, con mua bánh ăn đi con, mua kem ăn đi. Đi đi. Hả? Gì? Đi mua kem đằng đó ăn đi con.